5 chiếc bánh mến chào anh chị em. Vào khoảng 11 giờ đêm ngày 16 tháng 4, một linh mục, 42 tuổi được tìm thấy bên trong nhà thờ, đã mất với nhiều vết thương nặng trên đầu. Hội đồng giám mục bàng hoàng trước vụ việc ra tay đối với linh mục thuộc dòng Francisco sau lễ đêm phục sinh. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, một người thường xuyên lui tới cộng đoàn các tu sĩ Francisco và một số đồng phạm khác đã ra tay với linh mục. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho vị linh mục được về bên lòng Chúa thương xót, hưởng phúc đời đời. Đức Tổng Giám mục đã chủ sự thánh lễ an táng cho linh mục vào thứ Hai ngày 18 tháng 4. Theo nguồn tin Vatican News, một linh mục ở Bolivia bị sát hại. Hội đồng Giám mục Bolivia bàng hoàng trước vụ ra tay cha Ibe Daza Zoza thuộc dòng Francisco ở thành phố Santa Cruz sau lễ đêm phục sinh. Vụ sát hại xảy ra vào khoảng 11 giờ đêm ngày 16 tháng 4. Cha Ibe Daza Zoza, 42 tuổi được tìm thấy bên trong nhà thờ, đã mất với nhiều vết thương nặng trên đầu. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, một người thường xuyên lui tới cộng đoàn các tu sĩ Francisco và một số đồng phạm khác đã ra tay hại cha Ibe. Trong một thông cáo ngày 17 tháng 4, Hội đồng Giám mục Bolivia viết, Giáo hội chúng tôi thương tiếc và đau buồn trước những biến cố xảy ra. Chúng tôi yêu cầu một cuộc điều tra rõ ràng và chính xác phải được thực hiện càng sớm càng tốt để đưa ra ánh sáng các sự kiện khủng khiếp. Đứng trước văn hóa bạo lực đang gia tăng ở Bolivia, tính mạng con người không được an toàn, cướp của, tình trạng mất an ninh của người dân, cùng những vấn đề khác. Chúng tôi kêu gọi tất cả người dân Bolivia dấn thân và làm việc vì một nền văn hóa hòa bình, nơi tất cả chúng ta có thể sống trong tình huynh đệ. Ngoài ra, các giám mục đảm bảo sự gần gũi, liên đới và cầu nguyện dành cho gia đình của cha Ibe. Các vị mục tử viết, xin cho ánh sáng Chúa Giêsu Kitô phục sinh chiếu sáng trong tâm hồn chúng ta và trong thế giới chúng ta, đợi còn quá nhiều tăm tối, đau khổ và chết chóc. Thiên Chúa với sự phục sinh của Chúa Kitô nói với chúng ta rằng sự giữ và sự chết không phải là lời cuối cùng. Đức cha Sergio Guberti, Tổng Giám mục của Santa Cruz đã chủ sự thánh lễ an táng cho cha Ibe vào thứ Hai ngày 18 tháng 4. 5 chiếc bánh mến chào anh chị em. Trên Facebook của Giáo xứ An Hòa, Giáo phận Đà Nẵng đã đưa tin Giáo xứ An Hòa tiếp tục làm đơn yêu cầu đề nghị chính quyền thành phố can thiệp ngừng các công trình trên khu đất tại số 223 Trường Chinh của Giáo xứ. Vì đã xâm phạm đến Giáo xứ An Hòa, Facebook Giáo xứ An Hòa chia sẻ như sau. Hôm 28 tháng 3, 2022, Giáo xứ An Hòa tiếp tục làm đơn yêu cầu lần thứ tư gửi đến các cấp chính quyền, các ban ngành thành phố Đà Nẵng, đề nghị chính quyền thành phố can thiệp, ngưng các công trình xây dựng trên khu đất tại số 223 Trường Chinh của Giáo xứ, vì đã xâm phạm đến quyền lợi của Giáo xứ An Hòa. Đồng thời, đề nghị chính quyền xem xét giao lại khu đất đã trưng dụng cho giáo xứ để phục vụ mục đích tôn giáo. Đơn đã gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, Công an thành phố Đà Nẵng, Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân phường An Khê thành phố Đà Nẵng. Xin quý ông bà và anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho Giáo xứ An Hòa, Giáo phận Đà Nẵng.